Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Thường lệ thì hôm nay là ngày tu một ngày. Nhưng mà vào tháng chẵn thì chúng ta thường có cái chương trình ánh sáng Phật pháp. Và hôm nay là chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ thứ 64. Kính thưa quý Phật tử đến tham dự chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 64 sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ngài là trụ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chia sẻ những câu hỏi trong chương trình sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trần Tính. Và bên cạnh đó, bên tay phải của chúng con, có một vị sư đang ngồi cũng sẽ theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Tuệ Dũng, Chùa Siêu Lý, quận 6. Và thay mặt cho ban tổ chức, xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đã đến tham dự chương trình tu học một ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý vị chúng ta trong tháng vừa rồi cũng có theo dõi nhiều cái thông tin trong chuyến Phật sự vừa rồi của Thượng tọa chủ trì, và cũng có những cái thắc mắc, phải không ạ? Có những thắc mắc mà muốn được rõ hơn trong chuyến Phật sự vừa rồi, và đặc biệt đó là cái việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Mỹ. Và bên cạnh đó chúng ta thấy có rất nhiều thông tin trên trang mạng dẫn đến sự mà có một cái thắc mắc nghi ngờ. Và chính vì thế trong cái chương trình ánh sáng Phật pháp ngày hôm nay, chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa chia sẻ về những gì trong tháng vừa rồi Ngài đã đến Mỹ Quốc để chia sẻ, đồng thời làm cái lễ đặt đá tại chùa Hoằng Pháp bên Mỹ. Kính bạch trên Thượng tọa, trong chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ này, có một việc mà chư tăng cũng như quý Phật tử trong và ngoài nước đang rất mong chờ và lắng nghe, đó là việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết nhân duyên nào mà Thượng tọa xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa cho biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để trả lời câu hỏi thì Thầy xin trình bày. Vào năm 2016, một số chư tăng, chư ni và Phật tử người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ có mời Thầy qua bên đó để giảng pháp. Thầy đã nhận lời. Lần đó Thầy đã đi gần 20 tiểu bang và giảng cũng hơn 90 thời pháp. Khi đến đâu, chư tăng, chư ni và Phật tử tiếp đón rất chu đáo, và những buổi giảng cũng rất thành công. Một hôm Thầy đi đến Sacramento, thủ phủ của California, giảng. Thầy gặp một gia đình Phật tử, người chồng tên là Đạt, người vợ tên là Hà. Họ thường xuyên nghe những bài giảng của Thầy và theo dõi các chương trình tu học tại chùa Hoằng Pháp. Họ rất ngưỡng mộ. Khi gặp Thầy, họ có trình bày cái tâm tư nguyện vọng là mong muốn Thầy có một chi nhánh Hoằng Pháp tại Mỹ, cụ thể tại Sacramento. Đó là lần đầu tiên Thầy đi qua Mỹ Hoằng Pháp. Thầy chưa có quen Phật tử nào hết.
Và cũng chưa có ý định mở chi nhánh tại bên Mỹ. Thầy trả lời là tùy duyên, đủ duyên thì làm. Đầu năm 2017, gia đình Phật tử này mới đi kiếm đất để mua. Thì họ đã tìm được một khu đất khoảng 10 acre, tương đương với 4 hectare đất của Việt Nam chúng ta. Và họ đã mua và cúng cho chùa Hoằng Pháp. Trước khi mua miếng đất này đó, họ cũng đã hỏi chính quyền địa phương là đất này có làm chùa được không. Sau khi tìm hiểu thì chính quyền ở đó trả lời là đây là đất tôn giáo, vì hàng trăm năm trước đã có nhà thờ ở tại đất này, do vậy có thể làm chùa được. Gia đình này mới mua. Sau khi mua xong đó thì họ mới điện qua Việt Nam để báo cho thầy là họ đã mua được một miếng đất 10 acre và xin hiến cúng cho chùa Hoằng Pháp để làm chi nhánh. Thì thầy nghĩ rằng việc Hoằng Pháp lợi sinh đó là cái bản hoài của người xuất gia, nên thầy đã đồng ý nhận. Sau đó gia đình này đã mời kiến trúc sư thiết kế mô hình chùa, đồng thời xin giấy phép để xây dựng. Song song với việc xin giấy phép thì họ đề nghị chùa nên tổ chức buổi lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Mỹ. Thì thầy suy nghĩ cái ý kiến này cũng hay, bởi vì mình phải làm cái lễ đặt đá để cho mọi người biết và ủng hộ cái việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Mỹ. Thế là thầy với gia đình của chú Đạt này bàn nhau và quyết định là chọn ngày mùng 7 tháng 10 2018 sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Sacramento. Đó là cái lý do mà thầy làm cái ngôi chùa ở bên Mỹ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa, thì trong tháng 10 vừa rồi chúng con cũng đã thấy thượng tọa qua bên Mỹ làm cái lễ đặt đá bên đó. Vậy chúng con xin có một câu hỏi, xin được hỏi thượng tọa. Câu hỏi như sau: thì dư luận cho rằng cái lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2018 tại Hoa Kỳ không thực hiện được do một số người Việt Nam tại Mỹ biểu tình chống đối. Việc đó có đúng hay không? Xin thượng tọa cho biết. Nam mô A Di Đà Phật. Như thầy vừa nêu đó, vào năm 2016 thì thầy qua Mỹ giảng pháp khoảng 3 tháng. Đi đến nơi nào cũng được chư tăng ni Phật tử đón tiếp chu đáo và những buổi giảng cũng rất thành công. Đến năm 2017 thầy có qua Mỹ Phật sự và kết hợp với giảng pháp cũng khoảng một tháng. Chư tăng ni Phật tử cũng tiếp đón chu đáo và những buổi giảng pháp thành công. Đến đầu năm 2018, thầy có thông báo ở trên cái trang mạng của chùa Hoằng Pháp là sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Thì từ lúc đó trở đi, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đầu tháng 5 2018, thầy qua Mỹ Phật sự và có một vị thầy là Hòa Thượng Thích Minh Hậu, là bạn học
tại chùa Giác Ngộ những năm 1980. Thì khi thầy qua bên đó, hòa thượng biết được và đã mời thầy đến chùa của hòa thượng giảng pháp cho Phật tử. Thầy nhận lời. Sau đó hòa thượng thông báo mời các Phật tử đến nghe pháp. Thì có một số người Việt Nam không thích chùa Hồng Pháp, và đặc biệt là khi nghe tin chùa Hồng Pháp chuẩn bị xây dựng tại Sacramento, cho nên họ đã vu khống, xuyên tạc, kích động những người Việt Nam biểu tình chống đối lại việc thầy đến giảng pháp tại ngôi chùa của ông hòa thượng này. Họ nói thầy là sư quốc doanh, là cộng sản, đi tuyên truyền cho cộng sản. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày giảng tại ngôi chùa của hòa thượng Minh Hậu này. Chẳng may mẹ thầy mất, thầy phải đổi vé tức tốc là bay về Việt Nam để lo đám cho bà cụ. Thì họ cứ đinh ninh rằng cái ngày hôm đó là thầy đi đến chùa đó giảng, cho nên đó ngày hôm đó họ kéo đến biểu tình, nhưng mà không có ai giảng hết á. Họ cũng cầm cờ đứng ngoài đường la lối, nhưng mà thấy ở trong chùa đâu có giảng giải gì đâu, rồi thôi thì họ đi về. Thì từ khi mà thầy đăng tin lễ đặt đá xây dựng chùa Hồng Pháp tại Hoa Kỳ á, một số người không thích chùa Hồng Pháp nên đã tìm cách vu khống, xuyên tạc, kích động những người Việt Nam biểu tình chống đối việc xây dựng chùa Hồng Pháp tại Sacramento này. Họ nói thầy là sư quốc doanh, rồi là cánh tay nối dài của cộng sản, là cán bộ ban tuyên giáo đi qua Mỹ theo nghị quyết 36 của chính phủ, qua bên đó thành lập ngôi chùa để tuyên truyền cho cộng sản, vân vân. Họ cũng viết một cái thông báo đăng lên trên báo làng, khuyến khích, kêu gọi mọi người biểu tình ngăn chặn chùa Hồng Pháp xây dựng ở Mỹ. Họ viết thư gửi cho những cái người Mỹ đó ở xung quanh cái khu đất chùa của mình mới mua đó, nói rằng đó là mấy ông này là cộng sản đi qua làm chùa, mấy ông đó nên đó là ngăn chặn, không có đồng ý cho họ làm chùa. Rồi họ còn đi lên chính quyền và đề nghị với chính quyền không có cấp phép cho mình làm chùa ở đó. Đến ngày mùng 2 tháng 10 2018, thầy qua Mỹ để chuẩn bị tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Hồng Pháp. Thì khi mua miếng đất đó, ở trong khu đất có một căn nhà. Căn nhà đó đã hư 80% rồi. Để cho việc tổ chức cái lễ đặt đá được tốt đẹp, thì gia đình của chú Đạt này mới sửa cái căn nhà đó để khi ngày lễ quý thầy, quý sư cô cũng như Phật tử về có chỗ ngồi nghỉ trước khi làm lễ. Thì chú sửa sang lại cũng tương đối rồi. Khi mà mời chính quyền địa phương đến để kiểm tra thì họ không đồng ý. Họ nói sửa như vậy chưa được, họ bắt phải sửa đúng cái bản vẽ và làm cho nó hoàn chỉnh thì họ mới cho phép để tổ chức lễ. Còn nếu làm không hoàn chỉnh thì yêu cầu dời ngày tổ chức lại. Thế là mình bị rơi vào thế kẹt rồi. Trong khi đó cái buổi lễ sắp diễn ra rồi, còn có mấy ngày nữa mà bây giờ họ yêu cầu mình phải sửa cái nhà cho hoàn chỉnh thì mới được tổ chức. Mà nếu sửa hoàn chỉnh thì phải mất ít lắm là nửa tháng trời. Trong khi đó còn có mấy ngày nữa thì sao đây?
Thế cuối cùng bây giờ đó, mấy thầy mới bàn với chú Đạt, là người cúng đất. Thôi bây giờ mình phải có cái phương án hai. Nghĩa là mình đi thuê hội trường tổ chức. Bởi vì bây giờ làm sao mình có thể dời ngày lại được. Trong khi đó giấy mời đã gửi cho chư Tăng Ni Phật tử rồi. Thông báo mình đã đăng ở trên trang mạng từ đầu năm đến giờ rồi. Bây giờ mà thay đổi làm sao kịp, có mấy ngày sao kịp. Như vậy thôi thì mình phải tính đến phương án 2 là mướn hội trường để tổ chức. Thì mọi người nhất trí đi thuê hội trường. Thế nhưng quý vị biết đi kiếm 2-3 cái nào người ta cũng thuê rồi. Lúc đó mình cũng lo lắm, bởi vì còn có 2-3 ngày nữa là diễn ra cái buổi lễ rồi, mà tới hôm nay chưa có chỗ. May sao có một chỗ, mà chỗ này lại rất đẹp. Khi đến tìm hỏi được là đặt cọc liền. Thế nhưng quý vị biết không, mình bị động ở chỗ rằng là sáng ngày mùng 7 tháng 10 2018 lúc 8 giờ nó mới mở cửa cho mình vào để chuẩn bị. Còn ngày trước là mình không có chuẩn bị gì được hết, bởi vì ngày trước nữa là có người thuê rồi, thì mình không có vào đó làm được cái gì hết á. Chỉ có 8 giờ sáng ngày hôm đó mình vào chuẩn bị gì thì chuẩn bị. Quý vị biết là 8 giờ phải tập trung làm đủ thứ hết. Thế nhưng mà có một điều cũng may là cái hội trường thì nó có sẵn bàn, ghế, rồi có chỗ để cho mình tiếp khách, có chỗ ăn uống, có nhà vệ sinh, nói chung là đầy đủ mọi thứ hết. Nếu mà nói về tiện nghi thì ở bên này tiện nghi hơn là ở bên nơi chùa mình sắp tổ chức lễ đặt đá, bởi vì bên đó đâu có cái gì. Không có cái gì hết á, mà bên này nó có đầy đủ hết, bởi vì cái này là cái hội trường người ta cho thuê. Cho nên nó có phòng khách, có chỗ nhà ăn, có ghế bàn, có nhà vệ sinh, nói chung là rất là đầy đủ, sạch sẽ. Thì sáng ngày mùng 7 tháng 10 2018 thì quý thầy mới cắt cử một thầy ở tại cái chỗ đất của mình đó để trực. Thì những thầy, những Phật tử đến đó mới đưa cho họ cái địa chỉ, họ chạy qua bên kia. Thì trong lúc đó, buổi sáng đó, thì cái số người họ kéo đến biểu tình. Họ đứng ở ngoài đường á, họ đâu có dám vô. Ở ngoài bên đó anh biểu tình thì anh cứ biểu tình, nhưng mà anh đứng ngoài, anh không được vô nhà người ta, không được vô khu vực của người ta. Họ đứng ở ngoài đó họ la lối. Nhưng mà sáng hôm đó quý vị biết là gió lạnh nữa, mình thấy cũng tội. Đứng la lối biểu tình mà ở trong này im lìm mà chẳng có cái gì hết á, không có ai ở trong đó hết á. Mọi người thì qua bên hội trường, ở trong hội trường thì ấm cúng, mà chư Tăng Ni Phật tử tổ chức buổi lễ đặt đá thành công tốt đẹp. Nghĩ lại cũng thương họ. Họ đi biểu tình mà tới đó biểu tình nhà trống nhà không, chẳng có ai hết trơn. Như vậy là mặc dù họ có biểu tình, nhưng mà mình tổ chức ở bên kia mình vẫn tổ chức và vẫn thành công tốt đẹp. Đó là câu thứ hai, thì xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính bạch trên thượng tọa, thì chúng con cũng chưa rõ được cái nguyên nhân vì sao mà những người ở bên Mỹ lại biểu tình chống đối, không cho chúng ta xây dựng ngôi chùa Hoằng Pháp bên đó. Chúng con cũng không biết là vì sao họ lại không thích chùa Hoằng Pháp. Nhưng nếu ở Việt Nam thì nếu mà không thích thì có thể chống đối được hay không? Có thể biểu tình được hay không? Và cái thứ nữa là họ cho chúng ta là sư quốc danh, tiếp tay cho Cộng sản. Việc đó là như thế nào? Chúng con xin cung thỉnh trên Thượng Tọa Hoan Hỷ giải thích để chúng con được biết cái nguyên nhân vì sao mà họ chống đối, không cho chúng ta xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Mỹ. Nam mô A Di Đà Phật. Theo thầy nghĩ có lẽ là do chỉ có một số người không thích chùa Hoằng Pháp có mặt tại Hoa Kỳ,
Cho nên họ vu khống, xuyên tạc, kích động nhiều người cùng nghe theo để chống phá chuồng pháp. Thật ra đa số những người biểu tình đó đều là nạn nhân của một vài người ích kỷ, đố kỵ mà thôi. Họ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Bây giờ chúng ta thử đến hỏi một trong những người biểu tình đó, ông hay bà có biết ông thầy chân tín nhân thân của ông như thế nào không? Rồi ông đi tu từ hồi nào? Ông làm gì cho Phật Pháp, cho mọi người? Chắc chắn những người này đều mờ mịt. Họ chỉ nghe theo những lời xúi dục kích động của người khác để đi biểu tình chống đối mình. Đây là điều nguy hại và vô minh. Vì như vậy sẽ dễ bị người khác xúi dục mình làm bậy, đúng không? Khi mình làm một việc gì, phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ, phải tìm hiểu chứ. Coi cái ông thầy này ông làm cái gì chứ, ông xây chùa làm cái gì. Bây giờ ở trên Google, ở trên Internet nó nhiều lắm. Muốn tìm chuồng pháp thì cứ gõ chữ chuồng pháp, rồi xem có cái chuồng pháp này họ làm cái gì. Mình chỉ nghe người ta vu khống, rồi xúi dục, rồi kích động, xuyên tạc, rồi mình nghe theo. Rồi sau khi biểu tình á, thì có một số Phật tử khuyên thầy nên thưa họ vì đã vu khống, xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự của thầy. Thầy nói mình thưa họ cái gì? Phật tử nói là những người biểu tình vu khống thầy là đảng viên cộng sản. Thì bây giờ thầy hỏi lại là thầy kết nạp đảng viên hồi nào? Giấy tờ kết nạp đâu? Mình nói phải có bằng chứng chứ. Đâu phải mình cứ vu khống người ta, mình chụp mũ người ta. Nếu họ không chứng minh được thì mình thưa. Thầy nói thôi thưa họ làm gì? Họ là người đáng thương, là nạn nhân của những kẻ ích kỷ, đố kỵ. Vả lại người xuất gia thì không có kẻ thù. Mình thưa họ thì họ sẽ thù mình. Đức Phật dạy lấy ân báo oán thì oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán oán chập chồng. Hoặc câu là hận thù diệt hận thù, đời nay không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thầy vẫn thường nói là không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. Nói xấu là quyền của họ, còn làm xấu hay không là mình phải xét lại. Tuy nhiên, nếu trong số những người biểu tình đó có cả Phật tử thì điều này thật là đáng buồn. Trước khi trở thành một Phật tử thì họ phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Vậy mà một người Phật tử cầm cờ đứng trước cửa chùa la lối rồi xúc phạm đến chư Tăng, như vậy có đúng không? Theo quý vị thấy đúng không? Trong khi giới thứ tư là không được nói dối, thế mà những lời họ nói ra trong lúc biểu tình hoàn toàn là sai sự thật, toàn là lấy cớ chống cộng sản để chụp mũ người khác. Những lời họ nói về thầy toàn là nó sai sự thật không? Đức Phật dạy người Phật tử mình phải văn, tư, tu. Khi nghe một điều gì, dù ông đó có địa vị, có quyền thế, là người học giả, là người có uy tín, bất cứ hạng người nào, mình cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ
trước khi hành động. Mình là Phật tử thì phải ủng hộ chư tăng làm chùa, mở mang các Phật sự, thì tại sao lại chống đối, ngăn cản? Chúng ta là Phật tử, đừng biến mình thành ma tử. Mình là Phật tử đúng ra phải chung tay góp sức với quý thầy để xây dựng chùa chiền, mở mang Phật Pháp. Ngược lại đi tiếp tay với ngoại đạo để phá hoại Phật Pháp. Mình không ủng hộ thì thôi, thế tại sao lại chống phá? Trong khi đất nước là đất nước Hoa Kỳ, đúng không ạ? Đất nước của người Mỹ, mình là người Việt Nam ở nhờ, người ta cho mình xây chùa, mà người Việt Nam mình lại đi chống phá. Như vậy thì tự do ở chỗ nào? Những người Phật tử mà đi biểu tình ngăn cản chư tăng xây chùa thì phải nên suy nghĩ lại xem hành động của mình như vậy là đúng hay là sai. Theo quý vị đúng hay sai? Sai, cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin chân thành tri ân trên thượng tọa đã giải đáp một số thắc mắc của chúng con. Kính thưa quý Phật tử, thì chắc có lẽ rằng khi cái bài pháp thoại này được đăng trên YouTube thì một số người đã từng chống đối cái việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Khi nghe buổi pháp thoại này thì họ sẽ hiểu rõ hơn và thông cảm hơn, đồng thời sẽ ủng hộ cái việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ được thành công tốt đẹp. Quý vị có mong muốn như vậy không ạ? Kính bạch trên thượng tọa, trong một bài nói chuyện được đăng trên YouTube của Hòa Thượng Thích Thông Lai có nói sẽ ngăn chặn việc xây dựng chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ tuyên chiến với thượng tọa. Vậy thì thượng tọa nghĩ sao về việc này? Mong thượng tọa hoan hỷ chia sẻ cùng với quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy không biết Hòa Thượng Thông Lai nhiều, thế nhưng ở trong đạo nếu thầy Thông Lai là Hòa Thượng thì là sư huynh của thầy, bởi vì thầy là thượng tọa mà thầy Thông Lai là Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng á thì tuổi đời, tuổi đạo phải lớn hơn thượng tọa. Như vậy Hòa Thượng Thông Lai là sư huynh, còn thầy là sư đệ. Mặc dù giữa thầy với Hòa Thượng Thông Lai không cùng bổn sư xuất gia, thế nhưng cùng là đệ tử của Phật. Như vậy thì Hòa Thượng Thông Lai là sư huynh, thầy là sư đệ, nên thầy luôn luôn tôn trọng những bậc giáo phẩm. Thầy rất kính Hòa Thượng Thông Lai ở chỗ Hòa Thượng đã ở Mỹ rất lâu nhưng vẫn giữ được tướng đầu tròn áo vuông, không bị ngũ dục lục trần lôi kéo ra đời. Đó là điều đáng quý. Và Hòa Thượng cũng đã độ cho tăng ni Phật tử rất là nhiều. Nghe nói rằng Hòa Thượng xuất gia cho hơn 100 vị và đệ tử tại gia là hơn 10.000 người. Như vậy, nếu không có tài đức, không có nhân duyên thì làm sao độ được tăng ni và Phật tử nhiều như thế? Cũng giống như ở ngoài đời, vợ chồng cũng có nhân duyên với nhau. Rất nhiều người nữ, tại sao ông A lấy bà B không lấy bà C? Và hàng tỷ người nam, tại sao cái bà B không lấy ông C mà lấy ông A? Như vậy là họ cũng có cái nhân duyên với nhau chứ. Mà ông bà ta nói, đò nào đổ bến nấy, nồi nào vung nấy. Cũng như thế, chư tăng ni có rất nhiều.
Tại sao người ta không quy y ông thầy A, ông thầy B, sư cô C mà lại quy y với Hòa Thượng Thích Thông Lai? Như vậy là cái nhân duyên những người đệ tử đó tôn kính Hòa Thượng Thông Lai về đạo đức, về tánh tình, rồi về cái lý tưởng tu hành, cho nên mới đến quy y Hòa Thượng, đúng không? Đó là nhân duyên thầy trò với nhau. Nói về bổn phận người xuất gia là trên cầu thành Phật với độ chúng sinh, như vậy người xuất gia có bổn phận là hoằng pháp lợi sinh. Mà Hòa Thượng Thông Lai cũng hiểu điều đó và cũng đang làm việc đó. Chẳng lẽ Hòa Thượng Thông Lai lại ngăn cản thầy hoằng pháp lợi sinh hay sao? Có lẽ Hòa Thượng nói chơi cho vui vậy thôi. Chứ không thể cản trở cái người sư đệ của mình làm chùa như vậy được. Còn Hòa Thượng Thông Lai nói là tuyên bố sẽ tuyên chiến với thầy, thì thầy xin đầu hàng trước. Thầy không biết là điều đó có sự thật hay không, nhưng mà nếu đó là sự thật thì thầy xin đầu hàng trước. Bởi vì người xuất gia không có chiến đấu với người, mà chiến đấu, chiến thắng với chính mình, chiến đấu với tham sân si của mình. Vì tham sân si này đã biến con người thành ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi, gian ác, xảo trá, tội lỗi, sa đọa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật dạy thắng được thiên binh vạn tướng chưa phải là chiến công oanh liệt. Thắng được lòng mình mới thật là chiến công oanh liệt nhất. Thầy đang cố gắng chiến đấu và chiến thắng tham sân si của chính mình, chứ không có chiến đấu với ai cả. Nếu ai chiến đấu với thầy thì thầy xin đầu hàng. Ông bà ta có câu nói rất là hay: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, thật là một câu trả lời rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Xin thưa quý Phật tử cho con nhận xét ý kiến của con ha. Thật ra thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu là giống như là sư huynh mà thử sư đệ, xem thử đạo hạnh, việc tu tập của sư đệ của mình tới đâu rồi, không ạ? Thì ngài mới biết có khả năng để hoằng dương Phật pháp bên Hoa Kỳ. Mà khi chắc có lẽ rằng mà khi mà nghe cái bài pháp thoại này thì Hòa Thượng sẽ nghĩ khác đi, và biết đâu Hòa Thượng sẽ ủng hộ vài triệu đô la để cho chúng ta xây dựng chùa hàng pháp, phải không ạ? Thật ra thì chúng ta tu hành thì phải có sự thử thách, phải trải qua nhiều chông gai, chướng nạn thì chúng ta mới đắc quả, đúng không ạ? Chứ tưởng Hòa Thượng mới có thử một chút xíu mà mình đã phản ứng một cách sân hận, nóng nảy, thì có thể mà hoằng dương Phật pháp bên Hoa Kỳ được không ạ? Chính vì thế câu trả lời của Thượng Tọa rất là tuyệt vời, phải không ạ? Vâng, kính bạch trên Thượng Tọa, qua những trở ngại nói trên thì việc xây dựng chùa hoằng pháp tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hay là dừng lại? Kính bạch Thượng Tọa cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Như thầy đã nêu ở trên đó, thì khi thầy qua Mỹ chỉ đi giảng pháp theo lời mời của chư tăng ni và Phật tử, chứ chưa có ý định làm chùa ở bên Mỹ.
Do nhân duyên Phật tử cúng đất xây chùa nên thầy mới khởi cái tâm để làm. Tất cả những việc làm bước đầu đều phải gặp khó khăn trở ngại. Và thầy nghĩ rằng sự khó khăn trở ngại đó sẽ là những kỷ niệm và rất có giá trị sau khi thành công. Đúng không quý vị? Có khó mới có kỷ niệm chứ. Thầy có nhớ một câu chuyện trong kinh Tương Ưng Bộ chương 35. Một hôm Đức Phật giảng cho Ngài Phú Lâu Na. Sau khi giảng xong, Đức Phật hỏi Phú Lâu Na: Thầy sẽ đi hoằng pháp ở đâu? Phú Lâu Na mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đến cái xứ đó đó. Mà tên gì thầy không nhớ. Đức Phật mới nói: Ồ, xứ đó đó, dân chúng rất là hung dữ. Thầy đến đó coi chừng á, người ta sẽ chửi rủa mắng nhiếc thầy. Phú Lâu Na trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, họ cũng vẫn còn tốt, chưa đến nỗi đánh đập con. Đức Phật nói: Nếu họ đánh đập thầy thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn tốt, chưa đến nỗi lấy đất ném con. Đức Phật nói: Nếu họ lấy đất ném ông thì sao? Phú Lâu Na trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn tốt, chưa đến nỗi lấy cây mà đánh con. Phật nói: Nếu họ lấy cây đánh ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ cũng còn tốt, là chưa đến nỗi lấy kiếm mà chém con. Đức Phật nói: Rủi họ lấy kiếm chém ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ cũng còn tốt, chưa đến nỗi giết con. Đức Phật nói: Nếu họ giết ông thì sao? Nói: Bạch Đức Thế Tôn, họ đã giải thoát cái huyễn thân này giúp giùm con. Đức Phật khen: Thầy là người có đủ bản lãnh và nghị lực, chắc chắn sẽ thành công. Về sau Ngài Phú Lâu Na đi đến đó thuyết pháp hóa độ cho những người dân mà gọi là hung dữ ở khu vực đó, quay đầu quy y với Ngài rất là nhiều. Bây giờ thầy cũng đang học tập Ngài Phú Lâu Na đây. Mới học tập thôi nha. Hiện nay thì thầy vẫn đang tiếp tục xin giấy phép, nếu chính quyền cho thì xây dựng chùa, nếu không cho thì cũng tùy duyên. Xây được thì cũng tốt, mà không xây được thì cũng không sao. Không có thầy ở đó thì hiện tại đó, tăng ni người Việt Nam mình và chùa chiền ở bên Mỹ rất là nhiều. Có thêm chùa Hoằng Pháp thì cũng giống như là hổ thêm sừng, góp tay với quý thầy, quý sư cô ở bên đó để Hoằng Pháp lợi sinh tại Hoa Kỳ. Còn việc người ta biểu tình đó là chuyện của người ta, và mình làm chùa là việc của mình. Đối với người xuất gia thì tùy duyên mà làm, không vì việc được hay không được mà buồn phiền. Đúng không quý vị? Mình cứ dùng cái chữ tùy duyên là tốt nhất. Được cũng tốt mà không được cũng không sao. Bởi vì mình làm chùa để làm gì? Để hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải làm chùa để vì danh vì lợi. Thì mình cũng không có vướng bận. Theo quan điểm của thầy là như vậy. Làm được thì cứ làm. Nó hiện tại bây giờ Hoằng Pháp mình là hơn 30 chi nhánh rồi, thầy vẫn tiếp tục. Thì đâu đủ duyên làm, không đủ duyên thôi. Có nhiều nơi họ cúng chùa cho thầy xong rồi họ đòi lại thầy cũng trả thôi. Như vậy thì mình sẽ thanh thản. Mình không vì cái chùa, người ta cúng thì nhận, đòi thì trả, vậy thôi.
Thật ra có chùa đâu phải là sướng. Có chùa đâu phải là sướng, có chùa mình phải lo cho chùa, phải lo cho Phật tử tu hành chứ, rồi còn phải giữ chùa nữa chứ. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta phải cố gắng hết sức để chúng ta làm. Mà khi đã hết sức chúng ta làm rồi, mà việc đó có thành tựu hay không thành tựu thì chúng ta có buồn không ạ? Đúng rồi, cho vậy chúng ta phải nỗ lực hết khả năng của mình để chúng ta làm những việc mà đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Mà có buồn thì ngủ một giấc rồi hết buồn. Con kính bạch trên Thượng Tọa, Thượng Tọa xin cho biết cái cảm xúc của mình có cảm thấy buồn khi sự việc xảy ra ngoài ý muốn như vậy không ạ? Xin Thượng Tọa chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên mình là phàm phu, đúng không quý vị? Là phàm phu. Thì khi sự việc xảy ra thì trong tâm thầy nó cũng bị động. Nhưng mà lúc bình tĩnh nghĩ lại đó, thì mình lại thương những người biểu tình và cảm ơn họ. Vì sao? Vì khi mình làm một việc gì đó muốn quảng bá cho mọi người thì mình phải mời nhà báo, mời đài truyền thanh, truyền hình đến, đúng không? Họ viết tin, rồi họ đưa lên báo, họ lên đưa lên truyền hình, họ đưa lên internet để quảng bá cho mình. Thế nhưng bây giờ mình không tốn tiền mà người ta quảng bá giùm mình. Đó, họ đăng tin ở trên báo nè, rồi họ kêu gọi ở trên đài truyền thanh nè, rồi họ đưa lên YouTube nè. Những người họ đi biểu tình, quý vị biết không, sáng hôm đó là không phải ở Sacramento mà ở cả San Jose họ cũng đi qua để biểu tình, mà đi rất xa, mấy tiếng đồng hồ. Đi từ sáng sớm mà có nhiều bà già thấy tội lắm. Rồi sáng hôm đó đi ra biểu tình mà trời ở ngoài thì gió lạnh, mà họ phải đi cầm cờ vừa đi vừa la. Rồi đặc biệt là cái đài SBTN đến quay phim, xong rồi có số thì chụp hình, rồi sau khi quay phim rồi họ về họ dựng phim, họ đưa lên YouTube, rồi họ quảng cáo giùm cho mình. Tự nhiên là sau khi mà lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp thì thầy được nổi tiếng. Tên tuổi mình lại được đánh bóng nữa chứ. Như vậy thầy phải cảm ơn họ, thầy rất là thương họ, bởi vì họ đã hy sinh cho mình. Họ đã hy sinh cho mình, họ tốn tiền, tốn công, tốn sức để họ quảng bá cho mình. Thầy cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho họ và gia đình họ luôn luôn được an vui hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật sự vì hoàng dương chánh pháp, chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đuốc tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, hoàng pháp viên sẽ đến, dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh, vì lý tưởng hoàng pháp.